Đây là cuộc chiến đấu giữa mi lợn và mi ngu. Mi lợn chính là mi mẹ, mi ngu chính là mi con. Mẹ nó sơ đuôi, nó cứ tóm đi. Ê, quay phim không? Con đang quay phim mà. Ở đây nhé. Giờ giờ cái này. Giờ này nhé. Không, con này cơ. Này chạy. Hôm qua trò chiến. Mi xinh đẹp. Mi ơi. Mi xinh đẹp. Mi xinh lung linh.